ở bên sông Tiền đã làm chết lượng lớn gia cầm. Thực hư tác dụng tưới nước tăng lực cho trái sầu riêng chín đều. Bắt nguyên chủ tịch và nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm tỉnh Hậu Giang do liên quan đến đối tượng lừa đảo. Hàng trăm hộ dân ở thành phố Cần Thơ sống cơ cực nhiều năm vì không có điện sử dụng. Minh Phương cùng Dương Loan kính chào quý vị khán giờ đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Quý vị vừa đến với những thông tin nổi bật nhất sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng rất hân hạnh khi được đồng hành chia sẻ với quý vị những tin tức đáng chú ý đã được phóng viên nóng 24 giờ cập nhật. Như thường lệ, đầu tiên sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục tin nóng với những thông tin trên từng cây số song hành trong từng nhịp sống của chúng ta. Kính thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do có hệ thống sông ngòi chằng chịt nên những năm qua, tình hình sạt lở ở nơi đây có diễn biến phức tạp, khó lường, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng tài sản của bà con, cũng như ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Mới đây tại xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang lại vừa xảy ra điểm sạt lở lớn, tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại nặng nề về tài sản. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nóng 24 giờ tại khu vực. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5, một phần trang trại nuôi gà đẻ của một hộ dân ở xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo bất ngờ bị đổ sập xuống sông Tiền. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30 mét, ăn sâu vào phần trang trại gà khoảng 20 mét. Dù đoạn này đã được người dân kè kiên cố, dù sạt lở đã nhấn chìm một phần chuồng trại, bờ kè, cây cối xuống sông và làm chết khoảng 10.000 con gà đang đẻ trứng. Theo ước tính, hộ dân này thiệt hại ban đầu vào khoảng 5 tỷ đồng. Nguy hiểm hơn, sạt lở vẫn đang tiếp tục có nguy cơ xảy ra tại khu vực này. Thời gian gần đây, trên tuyến sông Tiền đoạn gần khu vực này, tình trạng khai thác cát trái phép thường xuyên xảy ra. Người dân tại đây cho biết, trước khi xảy ra sạt lở, khu vực này không có dấu hiệu bất thường, nên khi xảy ra sạt lở, người dân không kịp trở tay. Ông Phan Thành Tài, Chủ tịch Ủy ban dân xã Bình Ninh cho biết, đã nắm thông tin về vụ sạt lở trên địa bàn. Nguyên nhân dẫn đến sạt lở có một phần do tình trạng khai thác cát trái phép. Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Tiền diễn ra thường xuyên. Thời gian qua, chính quyền xã đã quyết liệt đấu tranh nhưng không đủ lực, chức năng giải quyết cũng không có. Thời gian trước, bãi cát của một hộ dân cách trại gà này khoảng 500 mét cũng bị sạt lở xuống sông Tiền, với diện tích đất khoảng 1.500 mét vuông. Các thiết bị máy móc phương tiện cũng bị sạt lở cuốn xuống sông Tiền. Ông Tài nói thêm. Liên quan đến y tế, từ năm 2020 đến nay, trên cả nước ta đã xuất hiện vài ca bị ngộ độc botulinum mỗi năm. Và hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số ca liên quan đến loại ngộ độc này. Do bệnh này rất hiếm nên nguồn cung đối với thuốc chữa bệnh, cụ thể là thuốc BAT trên thế giới cũng vào hàng hiếm hoi, đồng thời giá thuốc cũng rất cao. Tuy nhiên, vì tính cấp thiết điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc tại bệnh viện và các bệnh viện trên địa bàn thành phố, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu khẩn cấp các loại thuốc giải độc tố botulinum. Việc đề xuất này được Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện thông qua. Đồng thời, để dự phòng cho các trường hợp cấp cứu khác phát sinh trong thời gian tới, đáp ứng kịp thời khi có bệnh nhân tiếp tục bị ngộ độc. Theo thông tin từ bệnh viện, tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân, 26 tuổi và 18 tuổi là hai anh em ruột, cùng ngụ phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, và một nam bệnh nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bị ngộ độc botulinum do ăn bánh mì chả lụa, đang ngày càng nguy cấp. Các bệnh nhân đều đang phải thở máy, nếu nhập thuốc về quá trễ thì hiệu quả điều trị của thuốc sẽ không còn tác dụng. Mới đây, mạng xã hội đăng tải sự việc một ngọn lửa nhỏ bốc cháy trên mặt nước ở khu vực biển thuộc thôn Hội Sơn, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên. Người dân càng tạt nước thì càng cháy. Thông tin này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Vậy thực hư sự việc này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo Ủy ban Nhân dân xã An Hòa Hải, vật phát cháy trên khu vực biển thôn Hội Sơn là lân tinh, một loại pháo sáng sử dụng trong chiến tranh. Đám cháy này rất nhỏ, thời gian cháy chỉ khoảng từ 5 đến 10 phút. Tuy nhiên, người dân địa phương hiếu kỳ nên tập trung đến để xem. Lực lượng tại địa phương gồm xã đội và công an xã đã phối hợp dập tắt đám cháy bằng bình cứu hỏa. Lân tinh đã cháy hết phần bên trong nên phần vỏ được xử lý theo quy định. Đây là điều bình thường và không có gì lạ. Hiện tượng phát cháy này cũng không nguy hại cho sức khỏe con người.
Sầu riêng đang bước vào vụ thu hoạch, nhiều nhà vườn ở miền Tây Nam Bộ rất phấn khởi vì năm nay loại trái cây này đã được mùa lẫn được giá. Hiện nay, thay vì nhúng khí đá lỏng để thúc cho trái cây mau chín, thì nhiều người trồng sầu riêng ở thành phố Cần Thơ lại mách nhau một cách làm mới lạ. Đó là tắm sầu riêng bằng nước tăng lực để trái nhanh chín và chín đều. Thực hư ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi cách làm này ngay sau đây. Ông Dương Văn Hải, người trồng sầu riêng ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, vừa mở lon nước tăng lực bò hút, đổ một nửa vào ca có sẵn khoảng 1 lít nước lọc. Ông cầm cuốn một trái sầu riêng rồi đổ hỗn hợp nước tăng lực, nước lọc lên đều khắp trái sầu riêng. Bên dưới, ông dùng chiếc thau nhựa hứng lại hỗn hợp nước này để tắm cho trái khác. Theo ông Hải thì số nước này có thể dùng tắm cho vài chục trái sầu riêng. Khoảng 2 ngày là sầu riêng được nhúng sẽ chín đồng loạt. Đáng chú ý, để đảm bảo chất lượng, thời gian, sầu riêng sau khi tắm nước tăng lực sẽ được phơi nắng cho ráo nước và cho tắm lại loại nước này một lần nữa. Một người trồng sầu riêng phân tích về giá thông thường một chai hóa chất 500ml có giá từ 50 đến 70 ngàn đồng và với 35 lít nước có thể nhúng được cả tấn sầu riêng. Nếu dùng nước tăng lực rẻ hơn, hiệu quả như nhau, giúp trái chín đồng loạt dễ bán. Một số chuyên gia về nông nghiệp cho rằng chưa có căn cứ để chứng minh tắm nước tăng lực giúp trái cây màu chín. Tuy nhiên, việc phơi sầu riêng ra nắng chín nhiệt độ cao là nguyên nhân thúc đẩy trái cây chín nhanh. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, ngày 23 tháng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phát hiện một tàu vận chuyển khoảng 200 mét khối cát không rõ nguồn gốc. Được biết sau đó thì tàu vi phạm đã được đưa về tới cảng Hải đội 301 để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 23 tháng 5, trên khu vực biển cách cửa Hàm Luông, tỉnh Bến Tre về phía đông khoảng 20 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phát hiện tàu mang số hiệu HD2476 có số đăng kiểm V340-1698 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên do ông Vũ Văn Bảy, sinh năm 1979, quê tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, trên tàu đang chở khoảng 200 mét khối cát nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tiến hành lập biên bản và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Còn tại tỉnh Hậu Giang, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này vừa bắt tạm giam ông Trần Thanh Phong, sinh năm 1985, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, và Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1983, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mái Dầm, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước khi bị bắt, Trần Thanh Phong và Nguyễn Văn Đức bị cơ quan thẩm quyền ra quyết định đình chỉ chức vụ và đình chỉ sinh hoạt đảng. Cơ quan điều tra xác định, ông Phong trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mái Dầm, cũng như ông Đức lúc còn là cán bộ tư pháp thị trấn, và sau khi được bổ nhiệm Phó Chủ tịch vào cuối năm 2020, đã có nhiều sai phạm trong chứng thực giấy ủy quyền, tạo điều kiện để Quỳnh Ngọc Vũ, sinh năm 1963, cựu phó chánh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang bán các suất tái định cư không có thật, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cụ thể, vào năm 2019, Quỳnh Ngọc Vũ đang công tác tại ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang. Vũ thông qua các đối tượng cò đất đi tìm những hộ dân có hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân tại ấp Phú Bình và đưa ra thông tin gian dối là nhờ họ đứng tên nhà giùm Vũ để được bồi thường và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Vũ trả mỗi trường hợp 10 triệu đồng. Nhưng để nhận được tiền của Vũ thì người dân phải cung cấp bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho Vũ và ký tên vào bộ hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ chưa ghi phần nội dung do đối tượng chuẩn bị sẵn. Có được các bộ hồ sơ, Quỳnh Ngọc Vũ đem gả bán các suất tái định cư cho nhiều người với giá từ 160 triệu đến 360 triệu đồng. Khi có người mua thì đối tượng điền thông tin vào giấy ủy quyền rồi đem đến Ủy ban dân thị trấn Mái Dầm để chứng thực. Sau đó, bị hại giao hồ sơ và nhận tiền. Do không nhận được nền tái định cư, nên 22 người bị chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng đã tố cáo Vũ đến cơ quan công an. Một tài xế ô tô Phú Yên sau va chạm giao thông đã cầm gậy bóng chày đánh đối phương nhưng lại bị đối phương giật gậy đánh vào đầu gây ra nứt sọ. Và theo một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên cho hay, nam thanh niên đánh tài xế xe hơi đến chấn thương sọ não đã ra đầu thú và đang bị tạm giữ hình sự.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 tối ngày 21 tháng 5, ông LMH 54 tuổi, trú thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, điều khiển ô tô chạy trên đường Lê Duẩn va chạm với xe máy do Lê Chí Đạt 28 tuổi, trú huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, cầm lái chạy theo chiều ngược lại. Cú va chạm khiến Đạt ngã xuống đường. Sau đó, Đạt ngồi trước đầu xe ô tô chửi bới, ông H lấy gậy bóng chày bằng kim loại dài 70,5cm trong cốp xe, đánh một cái vào chân Đạt. Tức giận, Đạt giật lấy gậy bóng chày đánh hai cái trúng vùng đầu cô ông H, khiến ông này ngã xuống đường bất tỉnh. Đạt tiếp tục dùng chân đạp nhiều cái vào vùng cổ cô ông H rồi bỏ đi. Theo cơ quan điều tra, ông H bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu ngoài và bên dưới màng cứng thái dương bên trái, vùng trán hai bên, nứt sọ thái dương và vùng đỉnh bên trái, tiên lượng xấu. Vào sáng ngày 22 tháng 5, Đạt ra đầu thú và bị giam giữ hình sự để phục vụ điều tra. Liên quan đến vụ cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ một nhóm người dùng xe tải đi trộm chó liên tỉnh hồi cuối năm 2022, thì vào ngày 23 tháng 5, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 5 bị can về tội trộm cắp tài sản. Được biết, đường dây trộm chó này đã trộm 51 con chó, trọng lượng hơn 600kg của người dân tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng. Các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Hữu Hoàng, 47 tuổi, Nguyễn Hữu Hòa, 25 tuổi, Trịnh Minh Phi, 38 tuổi, Giang Quốc Dương, 32 tuổi, cùng trú Đắk Lắk, gia đình Giang Quy, 18 tuổi, trú Quảng Nam. Trong đó, Nguyễn Hữu Hoàng và Nguyễn Hữu Hòa là hai cha con. Theo cáo trạng, ngày 1 tháng 11 năm 2022, Phi chuẩn bị bao tải cần câu có bộ phận kích điện cùng Dương đi bắt trộm chó dọc quốc lộ 27. Phi cũng điện thoại cho Hoàng là người mua bán chó, bảo Hoàng chuẩn bị rọ, lồng sắt để đựng chó. Sau đó, Hoàng nói với con trai là Nguyễn Hữu Hòa, Đinh Văn Quy, điều khiển xe tải biển số 47C24495 mang theo rọ, lồng sắt trong thùng xe tải và đứng đợi phía sau. Khi Phi Dương bắt được từ 3 tới 4 con chó thì đến điểm hẹn bỏ vào rọ sắt, cất giấu trên thùng xe tải. Khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2022, Phi chở Dương trên xe mô tô mang theo các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn đi trên đường quốc lộ 27 từ huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk đến huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng để bắt trộm chó. Mỗi lần thấy con chó nào của người dân thả rong ngoài đường, Phi lập tức điều khiển xe mô tô đến gần để Dương dùng cây thòng lọng có gắn bộ kích điện bắt chó bỏ vào bao. Đến rạng sáng 2 tháng 11 năm 2022, khi Hoài và Quy điều khiển xe tải chở theo số chó mà Phi và Dương đã trộm được quay về Đắk Lắk theo tuyến quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn xã Đắk Nê, huyện Lắk, thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, phát hiện hành vi phạm tội. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lắk xác định Phi và Dương cùng các đồng phạm đã trộm cắp tổng cộng 51 con chó, tổng trọng lượng 629 kg, trị giá gần 38 triệu đồng của người dân tại hai tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng. Trong số phát sóng vào ngày 21 tháng 5 năm 2023 vừa qua, chúng tôi đã thông tin đến quý vị và bà con vụ việc vì mâu thuẫn trong quá trình quan hệ đồng tính, một nam thanh niên 17 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long đã giết người tình, cướp tài sản rồi bỏ trốn. Được biết, ngày 24 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tân Định, 17 tuổi, ngụ huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, tối 18 tháng 5, Định và anh NMD, 26 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, hẹn nhau đến nhà nghỉ HL ở phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để tâm sự. Gặp nhau tại đây, hai bên xảy ra bất hòa trong quan hệ đồng giới, dẫn đến cự cãi. Sau đó, Định bóp cổ anh đi đến chết, rồi lấy tài sản của nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, tức ngày 19 tháng 5, quản lý nhà nghỉ HL dọn phòng phát hiện một thi thể nam giới không mặc quần áo nằm trong nhà vệ sinh nên trình báo công an phường Đông Thuận. Thưa quý vị khán giả, như chúng tôi đã từng thông tin đến với quý vị, tại tỉnh Thanh Hóa có một ngôi nhà liên tục bốc cháy kéo dài trong suốt thời gian qua. Vào chiều ngày 22 tháng 5, ngọn lửa lại bất ngờ bùng lên thiêu rụi căn nhà thờ của gia đình này. Điều đáng chú ý là các vụ cháy chỉ xảy ra khi mất điện hoặc camera giám sát có vấn đề. Cụ thể thì vụ việc xảy ra tại gia đình ông Đặng Xuân Vinh ở thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 16 giờ ngày 22 tháng 5. Người dân xung quanh và lực lượng chức năng tham gia chữa cháy. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Người nhà cho biết ngọn lửa phát ra từ tủ quần áo, sau đó bùng lên dữ dội, thiêu rụi gần như toàn bộ ngôi nhà thờ 4 gian của gia đình.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Lĩnh cho biết, hiện tượng cháy bất thường tại gia đình ông Vinh đã diễn ra từ lâu. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã cử đoàn về khảo sát, kiểm tra nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Từ tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Hà Lĩnh đã lắp đặt 2 mắt camera giám sát. Từ khi lắp đặt camera đến nay, trong nhà đã xảy ra cháy 2 lần, đều vào lúc mất điện. Riêng vụ cháy ngày 22 tháng 5 thì một camera quan sát một phần ngôi nhà bị cháy không có dữ liệu ghi lại. Một camera không soi ra khu vực hiện trường vẫn hoạt động và có dữ liệu bình thường. Mở đầu chương mục camera nóng ngày hôm nay là đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông nguy hiểm mà nguyên nhân xuất phát từ việc lái xe tải ôm cua thiếu an toàn đã lao đầu vào ô tô đi ngược chiều. Từ camera hành trình ghi lại cho thấy, đoạn đường vòng khuất tầm nhìn nhưng chiếc xe tải vẫn chạy nhanh dẫn tới mất kiểm soát tốc độ. Tài xế phanh gấp khiến chiếc xe tải trượt trên đường, lao thẳng đầu vào ô tô chạy trên phần đường chiều ngược lại. Cú tông trực diện từ xe tải khiến ô tô gắn camera hành trình ghi lại vụ tai nạn bị vỡ kính chắn gió trước. Mới đây khi nghe tiếng hô hoán cướp giật, người dân cùng thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương đã truy đuổi gần 3 km mới bắt được 2 tên cướp. Đáng nói là cả hai vừa mãn hạn tù nay lại ngược quen đường cũ tiếp tục kẹt. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Hoàng, 34 tuổi quê Nghệ An và Nguyễn Đình Sinh, 35 tuổi quê Quảng Nam. Theo thông tin ban đầu, gần 19 giờ tối ngày 22 tháng 5, người phụ nữ đang đi bộ tập thể dục trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An thì bất ngờ bị Hoàng và Sinh chở nhau trên xe máy chạy ngược chiều áp sát giật dây chuyền. Nghe bị hại tri hô, người dân cùng thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp liền đuổi theo. Khi tới giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai Chiêu Liêu, cả hai bị nhóm hiệp sĩ đạp ngã xe khống chế. Camera nóng sẽ tiếp tục với đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng sợ xảy ra tại một gia đình lúc nửa đêm khi bắt gặp vị khách không mời mà đến. Cụ thể đó là vị khách nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đoạn clip ghi lại, cậu con trai bất ngờ phát hiện một con trăn với kích cỡ và trọng lượng khủng xuất hiện trong nhà. Lúc này con trăn đang tấn công con chó nên cậu con trai hoảng hốt gọi bố mẹ. Nghe tiếng gọi thất thanh của cậu con trai, bố mẹ lập tức đẩy cửa xông vào kiểm tra và phát hiện con trăn khủng ấy, nên ông bố nhanh tay bắt lấy con trăn. Theo đó, ông bố dùng một tấm vải lớn và nắm chặt lấy phần đầu con trăn rồi mang xuống nhà dưới. Người mẹ cũng phụ ông bố lấy một cái bao để bỏ con trăn vào bên trong. Riêng cậu con trai do quá sợ hãi nên đã không dám lộ diện kể từ khi nhờ được sự trợ giúp của bố mẹ. Kính thưa quý vị, hàng trăm hộ dân tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ hiện không có điện sử dụng. Thậm chí là có những người dân đã sinh sống tại vùng đất này hàng chục năm nhưng vẫn chưa một lần được sử dụng nguồn điện tại chính ngôi nhà của mình. Cuộc sống thiếu điện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và phát triển kinh tế của nhiều hộ dân nơi đây. Hãy cùng đường dây nóng tìm hiểu thực hư về những khó khăn mà người dân tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đang phải đối mặt mỗi ngày ngay sau đây quý vị nhé. Sinh sống tại kênh Nam Châu đã 40 năm. Nhưng bà Lê Thị Lời, 75 tuổi, ấp An Thạnh, xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ vẫn chưa một lần được sử dụng nguồn điện tại chính ngôi nhà của mình. Cuộc sống thiếu điện không chỉ gây khó khăn cho những sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. Nay là bốn mấy gần 50 năm rồi, không có miếng điện nào hết trơn. Mà vô năng lượng thì không có tiền vô, rồi ở phạm ở tối gì, rồi đốt cái đồng bình cũng mới hư mấy cái rồi. Thôi giờ không có mua tới giờ luôn. Tuyến kênh Nam Châu, xã Thành Phú đi qua ba ấp Thành Hưng, An Lợi và An Thạnh. Hiện đoạn qua hai ấp Thành Hưng và An Lợi đã có lưới điện hạ thế phục vụ người dân. Còn đoạn qua ấp An Thạnh chưa có điện thắp sáng, có chiều dài khoảng 2,8 km với 14 hộ dân sinh sống trên toàn tuyến. Tôi ở đây 27 năm đó mà chưa biết điện là gì. Không có miếng điện nào hết, chỉ đốt đèn dầu không đó. Khó khăn lắm chứ ơi, đốt đèn dầu khi không có dầu đốt, đập gạo mũ đốt có thiệt, xin gạo mũ đốt. Tình hình không có điện là từ hồi 86 tới giờ đó. Rồi có cái đòi hỏi thúc là cả năm nay 2010 tới giờ. Nó khó khăn mà có đi đứng cũng khó, sợ đụng chạm. Người lớn tuổi nó hay dò cản yếu đuối đó. Mất bên đi đâu bưng cái đèn theo. Ủy ban dân xã Thành Phú cho biết, do phần lớn người dân sống rải rác theo các tuyến kênh rạch nhỏ nên khó có thể đầu tư được. Do theo quy định của ngành điện, trong phạm vi bán kính từ 800m tới 1000m với tối thiểu 25 hộ dân mới đủ điều kiện đầu tư lưới điện hạ thế.
Thì đối chiếu là theo các quy định của ngành điện đó, thì các anh cũng có trao đổi là theo quy định đó, thì ít nhất cũng phải, tối thiểu cũng phải từ 25 đến 30 hộ là trên 1 km. Thì nếu mà đối chiếu như vậy đó thì địa phương cũng rất là khó là theo tổ chức thực hiện. Thì cũng nhân qua cái buổi hôm nay đó thì chỗ địa phương cũng rất là mong muốn, thì chỗ ngành điện của thành phố cũng sẽ cố gắng để xem xét rồi có cái nguồn nào đó hỗ trợ cho địa phương. Theo thống kê, chỉ riêng huyện Cờ Đỏ hiện có hơn 500 hộ vẫn chưa có điện sử dụng. Trong 500 hộ này có 316 hộ câu điện vượt sông, 181 hộ xài điện câu đuôi, 14 hộ 40 năm không biết tới ánh sáng đèn điện. Hơn lúc nào hết, người dân nơi đây mong được ngành chức năng quan tâm để sớm có điện, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi chương trình. Đừng quên bản tin này sẽ quay trở lại vào ngày mai để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất và mới nhất. Còn bây giờ, Diễm Loan và Minh Phương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.